Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên thì nhận được một món quà của một bạn ở trên Facebook đây. Đó là chai dầu lau súng của quân đội Mỹ. Thì cái chai này tôi cũng không lạ. Cái chai này nó là hàng tồn kho trong một chiến tranh Việt Nam ấy. Trên mạng họ ra bán chai này khoảng 50.000 đây với loại nhỏ. Ngoài ra có loại nhựa to hơn và loại vỏ sắt. Thì tại sao tôi giới thiệu với các bạn cái loại dầu này? Thì rất nhiều các bạn khi mà thấy những cái kéo này hay cái kìm ấy, những cái bôi trơn ấy, bị khô dầu ấy mà nó bị rít ấy, thì các bạn sử dụng RV7 hoặc là VD40. Nhưng mà RV7, VD40 thì xin thưa với các bạn là nó chỉ là tẩy rỉ thôi. Còn nếu mà các bạn ứng dụng ở bôi trơn rất là nguy hiểm. Phải tuyệt đối không được bôi trơn vào quạt hoặc các ổ trục này. Mặc dù nó quảng cáo là bôi trơn được đấy, vì cái đó rất dễ bay hơi khi nhiệt độ tăng cao, và hơn nữa cái thành phần của nó tính axit là cao, nên khi mà bề mặt bị rỉ ấy, nó sẽ sử dụng tính axit để nó ăn mòn cái bề mặt rỉ đó. Sau khi ăn mòn thì cái bề mặt bị trơ nó sẽ có một lớp dầu mỏng bảo vệ để tạo ra bôi trơn tức thời. Các bạn tưởng là nó rất là trơn nhưng mà chỉ khi mà tiếp xúc với nước ấy, hoặc là trời nắng lên ấy, hoặc là nhiệt độ tăng cao ấy, thì nó sẽ bị bó kẹt và rỉ trở lại rất nhanh. Đấy. Nhưng công thức của RV7 hay VD40 nó chính xác chỉ tẩy rỉ. Thì rất nhiều bạn sử dụng cả vào bôi trơn chiết áp của các thiết bị âm thanh với RV7 thì thực ra điều không tốt. Đấy. Để vệ sinh chiết áp thì có những cái dung dịch chuyên. Đấy, đây tôi nói về RV7. Hai cái RV7 hay VD40 nó đều dễ bay hơi như nhau thôi. Thế hôm nay tôi sẽ giới thiệu bạn cái loại này. Dung dịch này dùng rất là tốt. Ở chỗ đây đây, chúng ta mở ra. Đấy. Ở trong đây nó đặc này. Nó đặc. Đấy, dung dịch nó đặc này. Như kiểu hồ nước, các bạn có thể nhìn như kiểu chai hồ nước ấy. Đấy. Cái nút của nó có cấu tạo gì đặc biệt? Cái nút của nó là khi mà chúng ta vặn ngược chiều kim đồng hồ, vặn cùng chiều kim đồng hồ thì nó đẩy xuống. Thế nó sẽ bịt cái đầu này, và khi mà chúng ta vặn ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ mở cái lỗ này ra, và các bạn nó nhấn nhấn chai dầu nó nhỏ ra, và khi dùng xong chúng ta xoay vào theo chiều kim đồng hồ vào là xong. Đấy. Cái chai này nó, cái dầu này nó có một tính năng là nó có một lớp mỡ mỏng ấy, nên khi các bạn bôi vào ấy, ngoài tính bôi trơn của dầu ấy, nó có một lớp mỡ cách ly với nước, nên nó sử dụng trong lau súng như vậy. Tuy nhiên nó sẽ an toàn với con người, vì súng này nó mang đi vận hành nhiều, thì khi tay vào va chạm này va chạm với thức ăn thì nó cũng có thể là an toàn con người. Đấy. Có thể sử dụng để lau những cái tiếp xúc đồ ăn, nhiều kéo cắt thịt gà vân vân. Đây, dưới đây là một cái kéo này đã sử dụng VD40 đây, của một người hàng xóm của tôi đây. Thì sau khi mà sử dụng khoảng độ 1 tháng thì vẫn rỉ như thường, vẫn đây, vẫn bị bó. Thì tôi sẽ sử dụng chai dầu này. Đầu tiên các bạn vặn ngược chiều kim đồng hồ cái núm nhỏ nhé. Đấy. Nó sẽ ra hết tầm. Đấy, hết tầm rồi các bạn bóp vào. Cái hay của nó thế này, chúng ta bóp vào. Thì các bạn này nó như một lớp mỡ mỏng không? Đấy, nó khác cái dầu khác, là dầu khác nó loãng hơn, coi như kiểu là mỡ. Đấy, và chúng ta bóp dần dần, bóp từ từ vào. Nó sẽ chui hết vào kẽ và bắt đầu nó sẽ trơn. Đấy. Thì cái chai này chuyên sản xuất để lau chùi bảo quản súng. Đấy. Một số người họ sử dụng để lau chùi bảo quản cái những cái đồng hồ ấy, cái loại đồng hồ to cơ, đồng hồ cơ ấy, cái đồng hồ quả lắc ấy. Đấy. Nó đã rất là nhẹ nhàng, sẽ trơn tru đây. Đấy. Đấy. Giờ tôi cũng bảo dưỡng cái kim của tôi. Đây, mở ra hơi chặt đây. Tôi cho vào khớp với kim. Đấy. Cho vào một khớp nó sẽ chảy đều rồi. Đấy. Rất là nhẹ nhàng ngay. Cái kìm này trở lại đây. Rồi chân chu nhẹ nhàng.
Cái chai này độ bay hơi của nó thấp hơn so nhiều so với những loại dầu có khí như kiểu là V7, VD40. Bằng chứng là như cái này nó tồn kho của quân đội Mỹ ở các tỉnh ấy. Thì họ những người đi thu lượm đồng nát ve chai họ mua được cả những cái lô này về họ bán trên mạng đây, mà nó vẫn chỉ hao hụt rất là ít. Người ta một số chỗ shop uy tín thì họ sẽ đổ bổ sung lại cho các bạn đầy chai họ bán giá khoảng 50.000 một chai nhỏ. Đấy. Cái trên tôi đã review cho các bạn mấy loại dầu lau súng của quân đội Mỹ rất là tốt trong những cái ứng dụng trong gia đình. Đấy. Nếu mà có điều kiện các bạn cũng nên mua một chai để vệ sinh bảo dưỡng những cái dụng cụ có cơ cấu ma sát chuyển động như kéo hay kìm. Chúc các bạn thành công.